rồi bà Minh Trang trộn cho nhà báo gì không biết. À, học nghề chứ quay để coi bán món gì món gì cái gì cái gì á, biết không? Dắt à, người ta ra trước kìa, người ta quay mặt thì không quay cái tay làm thôi, quay mặt chị để quay cái tay thôi hả? Ờ sao kỳ vậy? Ừ quay cái tay thôi, quay mặt chị.